Việc Đoàn Thiên Ân dừng lại ở top 20 tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Mission International MCI 2022 khiến nhiều fan nhan sắc Việt bức xúc cho rằng xứng đáng với thành tích cao hơn. Trước phản ứng này, ông Chủ tịch Nawaz khẳng định kết quả đó là hợp lý bằng việc chơi ba đại diện Việt Nam lưng dài chân ngắn hông to khiến dân mạng càng tức giận. Mới đây, Mr. Nawaz tiếp tục live stream giải thích. Cụ thể ông nói, đã tham gia thì chấp nhận luật chơi. Ông còn lấy hai á hậu Michelle Thái Lan Heidi và Tina ra dẫn chứng. Mặc dù biết gà cương rất tốt, nhưng phải chấp nhận kết quả của cuộc thi. Chia sẻ trên càng khiến fan Việt bức xúc và cho rằng Mr. Nawaz vẫn còn gây cú với chiến thắng của Bảo Ngọc tại Miss Intercontinental 2022, Hoa hậu Liên Lục Địa. Còn nhớ lúc đại diện Việt Nam đăng quang, ông từng đăng tải trên story dòng trạng thái đầy ẩn ý. Muốn nói nhưng không thể nói, ha ha ha. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng ông không phục với việc Heidi bị loại. Cũng có ý kiến khác cho rằng có thể ông đang chê khâu tổ chức của Miss Intercontinental 2022. Trở lại với ồn ào vừa qua, Thiên Ân mới đây cũng đã có những chia sẻ chân thành về điều này. Cụ thể, khi được hỏi về những giọt nước mắt sau khi trượt top 10 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Thiên Ân giải thích cô khóc vì tiếc nuối, lo sợ khán giả thất vọng về mình. Cô cũng cho biết đã đọc được những chia sẻ của ông Nawaz Issaquagrisil, Chủ tịch Miss Grand International. Tuy nhiên, thời điểm này, cô không muốn nhắc đến ông Nawaz nữa. Về việc khán giả hủy theo dõi trang MCI hàng loạt, nàng hậu 22 tuổi cho biết, đó là cảm xúc của mọi người nên tôi không thể nào bắt ép hay làm bất kỳ điều gì khác để can thiệp vào suy nghĩ và hành động của khán giả. Tôi muốn gửi lời đến khán giả rằng, khi bản thân Thiên Ân trở về từ MCI, những nỗi buồn đã ở lại Indonesia và chỉ hy vọng có thể hoàn thành tốt sứ mệnh hoa hậu tại Việt Nam. Tôi không nhận xét nhiều về hành động của khán giả và chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực thay vì khơi gợi lại những cảm xúc tiêu cực khiến mọi người không vui. Do đó, tôi mong rằng hành trình sắp tới sẽ lan tỏa nhiều ý nghĩa để tạo nên một năm đương nhiệm xuất sắc. Kết quả cũng đã có, việc tức giận hay bất bình chẳng giúp thay đổi kết quả. Ân nghĩ rằng mình nên dành thời gian để hoàn thành trọng trách của mình với cương vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Được biết, sau khi trở về từ Bali, cô gái 22 tuổi đã có giấc ngủ ngon và ăn được món yêu thích là bún bò. Đôi chân của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vẫn chưa lành hẳn. Ngoài thời gian chụp hình buộc phải sử dụng giày cao gót, Đoàn Thiên Ân chủ yếu đi dép tổ ong. Người đẹp thừa nhận cô chưa chỉnh chu, chuẩn bị không kỹ lưỡng tại cuộc thi vì thời gian gấp gáp. Đoàn Thiên Ân cũng áp lực khi đọc những bình luận chê lối trang điểm, cách làm tóc, phong cách thời trang của cô. Theo Thiên Ân, những ngày trở về từ Indonesia, cô khá bận rộn với lịch trình đi event, giao lưu truyền thông. Cô mới gặp bố một lần tại sân bay và cũng chưa kịp về thăm nhà trọ cũ. Tôi vừa về nước được 2-3 ngày nên cần phải họp với công ty để biết tôi nên làm gì, dự án nào mang lại ý nghĩa thiết thực nhất với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi sẽ làm quỹ từ thiện cho bệnh nhân bị ung thư. Mẹ tôi mất vì ung thư vú. Tôi hiểu được cảm giác của những bệnh nhân, người thân cũng như những người có người thân mất do căn bệnh này. Về việc học, hiện tại tôi đã học gần xong rồi, chỉ còn mỗi môn tin học thôi. Tuy không quá lo lắng, tôi vẫn phải cân bằng lại việc học vì bản thân có ý định học thạc sĩ trong tương lai. Tôi nghĩ công ty sẽ sắp xếp lịch trình để tôi có thể cân bằng giữa học và làm trong thời gian sắp tới, người đẹp chia sẻ. Những ngày qua, có rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bảo vệ Thiên Ân. Trong đó, siêu mẫu Hà Anh còn dành hẳn một buổi live stream nói về vấn đề này, đồng thời yêu cầu Mr. Nawaz lên tiếng xin lỗi đại diện Việt Nam. Chưa nhận được sự phản hồi từ chủ tịch MGI, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục đăng tải story với nội dung: bạn không thể sử dụng quyền tự do ngôn luận để biện minh cho việc công khai bình phẩm cơ thể của Thiên Ân. Hãy thử làm ứng viên đó từ America, Britain, Pháp hoặc nhiều quốc gia khác thực hành quyền tự do ngôn luận và xem họ sẽ nói gì. Ngoài ra, Hà Anh thách thẳng ông Nawaz và đề nghị vị này xin lỗi.